xoẹt thân hình ninh khả nguyệt đứng yên trên cao bị lực lượng chém làm đôi bắn máu ra cái gì thấy cảnh này mạch không vui mà trái tim chìm xuống quả nhiên toàn thế giới trừ mạch ra không còn người khác lý vân tiêu huynh đệ liêu ra hoảng sợ trong mắt bọn họ thì mạch tức giận chửi một câu rồi chợt đứng im không nhúc nhích người dâng lên ánh sáng đỏ giống cố thanh thanh lơ lửng trên cao ninh khả nguyệt quay mặt nháy mắt với huynh đệ liêu gai đừng lo tiếp theo sẽ là hai vị Ui! Huynh đệ liêu ra hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Ngay khi huynh đệ liêu ra nhắm mắt thì Ninh Khả Nguyệt lắc người lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người, nhát kiếm chém ngang. Thân pháp Ninh Khả Nguyệt nhẹ như hồn ma, huynh đệ liêu ra mạnh nhưng không hề phát hiện ra. Dầm! Lý Vân Tiêu háo thành lôi quang đánh vào hoàng kim kiếm đánh bật thân kiếm ra. Lý Vân Tiêu biến về chân thân, kiếm thương chảm hồng chém tới. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt ở trên cao đánh ra mấy trăm kiếm, từng vòng sáng khuếch tán. Lý Vân Tiêu hét to. Tinh thần, tinh uyên đại nhân mau nghĩ cách kéo cố thanh thanh, mạch thoát khỏi huyễn cảnh, nếu không bọn họ sẽ nguy hiểm. Với đạo huyễn thuật thì thiên hạ hiện nay trừ quy khư ra chỉ có Lý Vân Tiêu là mạnh nhất, hắn biết nó lợi hại thế nào. Có một loại huyễn thuật dù không giết ngươi trong ảo cảnh nhưng ở lâu trong đó thì bản thể sẽ mất đi tinh thần, linh hồn, hồn phách vĩnh viễn chìm đắm trong ảo cảnh không cách nào thức tỉnh. Mới rồi nghe lời Ninh Khả Nguyệt nói làm Lý Vân Tiêu nghĩ ngay đến loại huyễn thuật này. Tám trưởng thiên cảnh kinh kêu. Vậy còn Vân Minh Chủ. Năm vị cường giả hư cực thần cảnh sông lên bị Ninh Khả Nguyệt mần thịt, một mình Lý Vân Tiêu khó mà chống đỡ. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta kháo, huyễn thuật của quy khư vô dụng với ta. Chỉ cần phá huyễn thuật thì nàng không dám ngay mặt đối kháng chúng ta. Huynh đệ liêu ra ngẫm lại thấy có lý. Từ đầu đến cuối Ninh Khả Nguyệt luôn né tránh, trừ thi triển huyễn thuật ra không hề ngay mặt đấu với bọn họ hiện sức một mình lý vân tiêu đủ để đấu chăm chiêu với ninh khả nguyệt hai huynh đệ đã hiểu đạo lý trong đó tám trưởng thiên cảnh nói nơi này kính nhờ vân minh chủ giao mạch cố thanh thanh cho chúng ta hai người không dây dưa xoay người lao hướng cố thanh thanh mạch tìm cách cứu hai người a à, ngươi cho rằng ta chỉ biết huyễn thuật sao ninh khả nguyệt cười khẽ kiếm thế thay đổi đẩy lý vân tiêu ra xoay người lao hướng hoang. Chẳng lẽ không phải, nếu huyễn thuật vô hiệu thì ngươi còn thắng được ai? Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm không cho Ninh Khả Nguyệt chạy trốn, hắn hóa thành kiếm quang đuổi theo. Một thân hình vạm vỡ thoáng hiện che trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh một đấm, bùng, kiếm quang bị quyền quang đánh tan. Lý Vân Tiêu biến ra chân thân thụt lùi mấy bước trên cao, cảm giác khí huyết trong người cuồn cuộn, uy lực cú đấm hùng hồn như biển, khó thể đối kháng. Ngải giật mình kêu lên, lòng rớt xuống đáy cốc ngô hoàng bệ hạ che trước mặt lý vân tiêu là yêu hoàng hoang đôi mắt gã như máu tràn ngập sát khí vừa nhìn liền biết đã bị hút mất tinh thần bị quy khư khống chế ninh khả nguyệt hiện ra sau lưng hoang mỉm cười nói tiểu yêu hãy thể hiện ra lực lượng vô đi nhìn xem có thể cho ta vui bất ngờ không hoang phát ra tiếng gầm gờ rào thanh âm như người như thú thiên địa chấn động rốt cuộc khống chế được rồi sao? Không gian bên cạnh Ninh Khả Nguyệt dao động, một bóng người hiện ra, là Thiên Tư tay cầm chiến qua, mắt lộ vẻ hưng phấn. Ninh Khả Nguyệt gật đầu cười nói, "Làm ta tốn chút công sức." Ngài kinh hoàng hét lên, "Thì ra mục tiêu của các ngươi là?" Thiên Tư cười gần, "Đương nhiên, mục đích chúng ta đến đây là vì Lý Vân Tiêu và Vô. Đám rác rưởi các ngươi làm sao đáng giá đại nhân vốn công sức?" Bên kia bàn nghị mất đối thủ bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, cánh tay gãy ngừng chảy máu, tạm thời không thể phát huy uy lực đành chờ sau cuộc chiến sẽ gắn tay sau. Mặt Hoang vặn vẹo giữ tợn, toàn thân lực lượng không ngừng tăng vọt, hư không bốn phía móp méo vì lực lượng này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, trong trận kịch chiến trước đó làm cả tòa sơn mạch thành cho bụi, hỗn độn hoang tàn. Giờ phút này với dị lực của Hoang, bầu trời tối sầm như có yêu thú dị chủng thái cổ giáng lâm xuống nhân gian. Ngải kinh kêu Ngô Hoàng bệ hạ, mau dừng tay, dừng lại. Vẻ mặt ngải kinh hoàng, căm hận. Khi thế của hoang liên tục dâng cao, người trướng to, lực lượng khủng bố đè ép toàn trường, khuôn mặt yêu hóa, lý trí mất dần. Điều này chưa nghiêm trọng nhất, khi vô hoàn toàn dáng lâm, với lực lượng của hoang chắc chắn không khống chế được nó, sẽ bị phản phệ chết. Ha ha, dừng lại, buồn cười. Thiên tư cùng cười nói, giờ phút này đã vượt qua hắn khống chế, quá trình triệu hoán không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp tục không ngừng cho đến chết. Mặt ngải đần ra, đứng ngây như phỗng trên bầu trời, tay chân lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, hắn nhìn bầu trời. Hắc ám buông xuống như màn đêm cắn nuốt mọi ánh sáng trên đời, chỉ còn lại hắc ám. Trong bóng tối vô biên như có cái bóng to lớn biến ảo giữa hư và thực. Mọi người bị thiên tượng đột nhiên hù sợ. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Quy khư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? a à, cuối cùng ngươi chịu hỏi vấn đề này ninh khả nguyệt cười nhìn lý vân tiêu cho đến nay ngươi bị thù hận chiếm tâm hồn lý vân tiêu lạnh lùng đáp trả có thể không bị chiếm tâm hồn sao lý vân tiêu nhìn lực lượng hắc ám ngày càng mạnh hoang hoàn toàn mất lý trí cơ thể không ngừng nứt ra lý vân tiêu trầm giọng hỏi mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì mọi người dõng tai nghe vẻ mặt lo âu ninh khả nguyệt nói việc này nói rất dài dòng nói đơn giản là ta muốn làm một nghi thức cần có ngươi giúp đỡ nói chính xác là cần nguyệt đồng trong mắt phải của ngươi lý vân tiêu nói chắc không ít người có thể giúp được ngươi đi tuy nguyệt đồng rất hiếm hoi nhưng đồng tộc tồn tại mới gần đây lý vân tiêu còn gặp một là lãnh đồng thiên tư cười khẩy nói ngươi nói những đồng tộc đó chỉ là tạp chủng diễn biến ra đồng tộc tinh khiết nhất chỉ có nguyệt đồng trong không gian này chỉ có ngươi và quy khư đại nhân là nguyệt đồng Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Ta biết điều này." Ninh Khả Nguyệt khẽ ư, ừ, tiếp tục bảo: "Nghi thức này cần lực lượng ba vị nguyệt đồng mới mở ra được. Thiên tư là lực lượng năm xưa ta chế tạo ra tuy không thuộc về đồng tộc nhưng có lực lượng đồng tộc tinh khiết nhất. Hiện tại tu vi của ta rất nhiều, cộng thêm điều kiện thiên vũ giới hiện nay đã không thể chế tạo thiên tư thứ hai, nếu không đã chẳng tìm ngươi làm gì." Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi: "Đó là nghi thức gì?" Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt sâu thẳm nặng nề chậm rãi nói. Triệu về tộc đồng. Lý Vân Tiêu không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại, giật mình kêu lên. Triệu về tộc đồng. Là sao? Ha ha ha. Thiên tư nhe răng cười nói. Ngươi không nghe rõ lời ta đã nói lúc trước sao? Nguyệt đồng trong không gian này chỉ còn lại ngươi và quy khư đại nhân, chỉ là không gian này. Lý Vân Tiêu nghĩ đến điều gì, giật mình ngước đầu nhìn hắc ám dáng lâm đầy trời, kinh hoàng kêu lên ý ngươi là trong không gian vô còn có nguyệt đồng tồn tại lời thốt ra mọi người hiểu ngay rất là hoảng hốt bọn họ khó tin nhìn bầu trời ninh khả nguyệt nói có lẽ có lẽ đã không còn ngày xưa bị cường địch tổn hại nặng sợ liên lụy nguyên tộc quần nên chuyển toàn tộc nguyệt đồng vào không gian vô vậy thì kẻ thù sẽ không tìm thấy ta bị thương quá nặng đành ngụy trang hóa đá chìm vào ngủ say những chuyện về sau thì để thiên tư và nhi tử của ta tức nguyệt đồng trong mắt phải của ngươi giải quyết nguyệt đồng này là nhi tử của ngươi lý vân tiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh ròng ròng lưu phóng người một tộc đi hư không vô ý tưởng này to gan vô cùng lý vân tiêu kinh sợ hỏi kẻ thù của ngươi là ai mà có lực lượng cường đại như vậy nếu hiện tại tu vi của ngươi rớt rất nhiều vậy ngày xưa ít ra cũng là đỉnh tạo hóa cảnh đi ninh khả nguyệt cười nói bổn tọa ngày xưa là cường giả giới vương cảnh người tổn hại nặng ta nói đến cũng trùng hợp ngươi biết người đó là dẫn vũ trần long cái gì? Mấy tin tức cái sau bom tấn hơn cái trước, khiến người trợn mắt há hốc mồm. Ninh Khả Nguyệt nói, thiên địa chân long chính là đứng đầu vạn linh, đắc tội hắn thì trong thiên hạ này còn đất nào cho đồng tộc ta sống, bất đắc dĩ đành ra hạ sách này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, dẫn vũ xuất hiện đã lâu, tại sao ngươi không giết hắn báo thù ngày xưa đi? Ninh Khả Nguyệt cười nói, nhiều năm qua đi, nói ta không có oán khí là không thể. Nhưng so với giết giận Vũ thì để đồng tộc trở về Thiên Vũ giới mới quan trọng hơn. Thêm nữa nhìn Vương Giả ngày xưa không ai bì nổi biến thành chó, bị người đánh tơi tả trốn chui trốn nhủi thú vị hơn giết hắn nhiều. Lý Vân Tiêu nói: "Ta hiểu, nhưng xác suất người đồng tộc sống sót trong cơ thể vô cực kỳ bé nhỏ, ngươi nên tự hiểu điều này. Những gì ngươi đang làm chỉ tốn công, ta hơi mong chờ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi." Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói: "Điều này thì ngươi không cần lo." ngày xưa ta đã tính toán hết rồi, dù giữa đường xảy ra xa lầm cũng là ý trời, không cưỡng cầu được. Hừ, ngu ngốc, ngươi nghĩ quy khư đại nhân sẽ không nằm chắc sao? Thiên tư lạnh lùng cười. Tộc đồng được quy khư đại nhân thu nạp trong thiên nhiên nhất mâu thánh khí lưu phóng. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy mình, nếu là trong thánh khí tự thành không gian thì có thiên địa, khả năng đồng tộc sống tiếp rất lớn. Ninh Khả Nguyệt nhìn bầu trời. Hư không vô sắp mở ra, có thể bắt đầu nghi thức. Lý Vân Tiêu cảnh giác, lạnh lùng cười. Ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu, có hỏi ý kiến của ta chưa? Sao ta có thể thành toàn ngươi được? Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, bình tĩnh nói: chẳng lẽ ngươi không muốn mộ dung trúc sống lại sao? Lý Vân Tiêu run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng sợ giống to. Ngươi mới nói gì? Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh lặp lại từng chữ chẳng lẽ ngươi không muốn mộ dung trúc sống lại sao? ha ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Khả Nguyệt nàng thật sự trúng độc của Quy Khư rồi. Lý Vân Tiêu tức giận bật cười. người chết làm sao sống lại được? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười giơ tay vung nhẹ, một luồng sáng bay xuống đánh nát nguyên đỉnh núi phía xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Ninh Khả Nguyệt, không hiểu ra sao. Ninh Khả Nguyệt hỏi, trong mắt phàm nhân bình thường ngươi nói một đấm có thể đánh nát ngọn núi thì phàm nhân có tin không con ngươi lý vân tiêu co rút lạnh lùng hỏi ngươi muốn nói cái gì ninh khả nguyệt nói với kiến thức của phàm nhân đương nhiên cho rằng không thể nào tương tự kiến thức của ngươi cũng cho rằng người chết sống lại lý vân tiêu nổi giận nói vớ vẩn người chết không thể nào hồi sinh từ xưa đến nay chưa bao giờ có ghi chép thậm chí không có truyền thuyết như thế ninh khả nguyệt cười nói những chuyện thật sự bí ẩn làm sao ghi trong sách sử được. Ngươi có thể trong sách ghi lại chân long chết chưa? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta. Chân long chết là tướng thiên nhân ngũ suy, ngoài ra gặp cường giả cùng đẳng cấp rất có thể không đánh lại, những chuyện này bình thường. Ta tu luyện bốn thần quyết, lĩnh ngộ quy tắc giới lực thiên vũ giới không kém hơn ngươi, căn bản không thể nào tồn tại tình huống hồi sinh người chết. Khả Nguyệt, nàng hãy tỉnh lại đi. Ninh Khả Nguyệt cười phá lên quy tắc giới lực. Ha 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 ha. Ninh Khả Nguyệt chớp mắt nói. Nhưng nếu vượt qua quy tắc giới lực thì sao? Cái gì? Cái gì gọi là vượt quy tắc giới lực? Lòng Lý Vân Tiêu giật mình, mơ hồ bắt giữ điểm then chốt. Ninh Khả Nguyệt trầm giọng nói. Ếch trong giếng không biết biển bao la vì bị quy tắc miệng giếng hạn chế. Sâu hè không biết băng tuyết vì bị quy tắc mùa hè hạn chế. Tương tự ngươi bây giờ bị quy tắc thiên vũ giới hạn chế mấy lời này giống như thể hồ quán đính chấn tinh thần Lý Vân Tiêu rung động người như Thiên Vũ Minh Hải Hoàng Điện ngài cũng vẻ mặt ngơ ngác như nghe thấy thứ gì gây gớm Lý Vân Tiêu thì thào vượt quy tắc Lý Vân Tiêu chợt nhớ đến Ma Kha cổ thần vượt quy tắc một giới nên bị lực lượng quy tắc Thiên Vũ giới hủy vì giới lực đã không dung chứa được Ma Kha cổ thần ngài hét to Vân thiếu gia tuyệt đối đừng mắc mưu hắn dù thật sự tồn tại vượt quy tắc không có nghĩa là hắn có thể hồi sinh người chết." Ninh Khả Nguyệt nói. "Đúng là không đại biểu gì, nhưng ta nhìn thấy ngọn núi cao hơn, đi đằng trước. Các ngươi thì tầm mắt thấp, không hiểu được vũ trụ này vĩ đại. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tới trước nhìn xem? Dù có một chút cơ hội hồi sinh cho mộ Dung Trúc, ngươi không muốn sao?" Tinh thần Lý Vân Tiêu dao động mạnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn hình dạng mộ dung trúc nhưng mặt thiên tư cười nhạt châm chọc, tim như bị dao cắt. Nếu thật sự có một chút hy vọng hồi sinh mộ dung trúc thì Lý Vân Tiêu sẽ bất chấp tất cả làm được. Nhưng thật sự có sao? Không ai trả lời được cho Lý Vân Tiêu, câu hỏi như một hòn đa không ngừng chìm vào hắc ám vô biên, chẳng chút đáp lại. Ninh Khả Nguyệt híp mắt cười nói. Đừng do dự nữa, hãy dâng hiến lực lượng Nguyệt Đồng ra, cùng ta đi tới phía trước vô tận. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, nỗi lòng hỗn loạn dường như bị ninh khả nguyệt hút tinh thần ma đồng bên mắt trái vụt tắt mắt phải bị chính lý vân tiêu đâm thủng chậm rãi mở ra đỏ rực như máu nguy rồi ba mộc kinh kêu mau ngăn bọn họ lại lý vân tiêu trúng chiêu huynh đệ liêu ra giật mình bay lên tiếng giống mới vang lên hoang luôn đứng yên chật đấm một cái đánh nát hư không vô tận song khi khủng bố đập vào người hai huynh đệ đẩy bọn họ ra hai huynh đệ bị cú đấm đánh trúng hộc máu liêu tinh thần kinh kêu sao mạnh vậy được ba mộc sắc mặt khó xem nói yêu hoàng này đã đến đỉnh hư cực cảnh đỉnh hư cực cảnh huynh đệ liêu ra vẻ mặt cay đắng ngải thì căm hờn lực lượng của hoang không ngừng tăng cao e rằng rất nhanh sẽ vào tạo hóa cảnh vậy thì gã chết chắc thiên tư cười gần. yêu hoàng này không tệ trước khi chết phát huy chút sức còm cỏi hy vọng đừng bị lực lượng vô chướng nứt quá sớm Ninh Khả Nguyệt liếc hoang. Hắn và vô có quan hệ ký chủ, cộng thêm thân thể yêu tộc mạnh mẽ, còn chống đỡ được giây lát. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi, nếu yêu hoàng này nổ thì đám lâu la lại đến gây chuyện, rắc rối. Thiên tư lên tiếng. Ừm, sắc mặt thiên tư nghiêm nghị đứng trên cao một tay bắt ấn, đứng yên bất động. Ninh Khả Nguyệt làm động tác tương tự nhưng ấn quyết khác nhau. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy dữ tợn, Nguyệt Đồng lồi ra chiếm nửa bên mặt. Lý Vân Tiêu từng bước tiến lên bấm ấn quyết kỳ lạ. Ba người cùng bắt ấn, ấn lực trong tay phát ra ánh sáng đỏ kết hợp chặt chẽ ngưng tụ thành ánh sáng đỏ to lớn bao vây bọn họ vào trong. Rất nhanh ánh sáng đỏ như tia sáng trước bình minh nở rộ trong không gian hắc ám, xuyên thấu tầng tầng thời không. Bóng dáng quy khư chậm rãi hiện ra sau lưng Ninh Khả Nguyệt, một con mắt đỏ to lớn bay lên cao, trong mắt có hàng vạn phù văn nhấp nháy nhìn sâu trong vô. Trong phút chốc chính giữa ba người kết ấn, một cột sáng màu đỏ to lớn phóng lên cao, trực tiếp bắn vào bóng đêm, chớp mắt vạn dặm. Ngài khủng khủng nhìn ánh sáng đỏ. Đây rốt cuộc là nghi thức gì? Ngài cảm nhận lực lượng khủng bố mênh mông như biển, từng tầng tầng dao động đã khuếch tán làm gã tinh thần kích động. Dù có được thuật thần chi quang cũng khó chặn ánh sáng đỏ dao động trùng kích, lòng dâng trào mãnh liệt. Mau rút. Huynh đệ Liêu Gai phát hiện khác lạ, vội mang theo Cố Thanh Thanh, mạch, người khác bay ngược ra sau. Mãi khi lùi ra mấy trăm dặm mới giải thoát khỏi áp lực khủng bố, cảm giác nhẹ nhàng chút. Nhưng trong lòng mỗi người cực kỳ nặng nề. Thủy Tiên khóc sướt mướt không thành tiếng. Vân Tiêu ca ca, các ngươi mau đi cứu Vân Tiêu ca ca. Mọi người xấu hổ tức giận cúi đầu, không ai dám trả lời Thủy Tiên. Không phải bọn họ sợ chết gì mà vì sông tới là lựa chọn không sáng suốt. Ba Long trầm giọng nói. Thủy Tiên, đừng bướng nữa, bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội cứu Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên khóc dòng nói. Đã bay xa vài trăm dặm rồi còn chờ cơ hội gì nữa, dù cơ hội xuất hiện cũng không kịp. Ba Long sửng sốt, câu này nói cũng đúng, làm gã không thể phản bác. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm đốt tính toán. Thủy Tiên yên tâm, Lý Vân Tiêu có kinh không hiểm. Thật không? Thủy Tiên yên tâm hơn, nàng cực kỳ tin tưởng Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính. Yêu Hoàng quay đầu lại kỳ dị liếc Đoan Mộc Hữu Ngọc như đang hỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ lắc đầu, thở dài. Hai người vẻ mặt sầu lo. Đúng là Đoan Mộc Hữu Ngọc muốn tính ra vận mệnh của Lý Vân Tiêu, kết quả nghi thức này. Nhưng vận mệnh của Lý Vân Tiêu liên kết với thiên đạo, lực lượng nghi thức mạnh hơn xa khả năng Đoan Mộc Hữu Ngọc xem trộm. Lời vừa rồi chỉ để an ủi Thủy Tiên. Chỉ mình Thủy Tiên tin, những người khác thấy rõ Đoan Mộc Hữu Ngọc lo lắng. Ba Mộc nói: mọi người nhanh chóng trị thương, chút nữa có lẽ còn có khổ chiến. Ta sẽ kiểm tra cố thanh thanh, mạch, trong các người có ai liên lạc được với thiên vũ minh không. Kêu bọn họ mau phái chút cường giả đến đây, nếu không ta lo lý vân tiêu. Ba Mộc không nói chọn câu nhưng ai đều nghe hiểu. Nếu nghi thức triệu hoán hoàn thành thì Lý Vân Tiêu mất tác dụng. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh sợ. Ba Mộc Đại Nhân nói có lý, ta lập tức liên lạc với Linh Mục Địch Đại Nhân ở thành viêm vũ ngay. Ba Mộc gật đầu, kiểm tra cố thanh thanh và mạch. Hai người vẫn bị ánh sáng đỏ bao bọc, vẻ mặt kỳ dị, dường như rất đau lòng. Ba mộc cau mày lại, bắt đầu thi triển thần quyết. Ánh sáng vàng chút xuống như mặt trời ấm áp phủ lên hai người, chậm rãi thấm vào ánh sáng đỏ. Thái dương chân quyết từng giải thoát ba mộc khỏi ma tính, có hiệu quả nhất định với dị thuật. Dù chưa thể hoàn toàn khu trục ánh sáng đỏ trên thân cố thanh thanh, mạch nhưng sắc mặt hai người dịu lại, không đau khổ như trước ngài đứng gần đó tiến lên tự đề cử. Huyễn thuật này rất tà, để ta thử xem. Ba mộc mừng rỡ nói. Có tiên sinh hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Ngài đầy bụng lo lắng, thở dài nói. Ta làm hết sức, huyễn thuật của quy khư quá mạnh, sợ là cử thế vô song. Ba mộc gật đầu nói. Cứ hết sức là được. Ngài gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Một người là ba ngàn năm trước phong ấn yêu hoàng khiến yêu tộc từ nay tụt dốc, kéo dài hơi tàn trong ảo cảnh tinh nguyệt hơn 3.000 năm. Một người là cường giả số một yêu tộc sau yêu hoàng xưa, trừ hoang hiện giờ ra. Xem trạng thái hiện tại hơn phân nửa hoang sắp chết, tương lai chuyện chấn hưng yêu tộc có lẽ sẽ rơi vào người này. Ngài thầm thở dài, liếc mắt hướng ánh sáng đỏ. Trong địa lao ảo cảnh tinh nguyệt còn một vị cường giả địa yêu tuyệt thế, vốn cũng có thiên vận tạo hóa trong người, đáng tiếc cuối cùng thâu thua một bậc, bị hoang phế tu vi nhốt trong địa lao. Hiện giờ ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy, hơn phân nửa vị đó cũng chết trong đầu ngài hiện ra bóng dáng thương lại than thở vốn ba cường giả đã yêu nếu hợp sức thì yêu tộc sắp phục hưng hiện giờ chỉ còn lại vị trước mắt còn hôn mê ngài vứt bỏ tạp niệm trong đầu tập trung kiểm tra trạng thái của mạch cố thanh thanh ngài không biết rằng trong một khe núi cách bọn họ ngàn dặm nơi hắc ám và quang minh giao nhau một luồng sáng xanh đột nhiên hiện ra rơi xuống dưới ầm vang nổ một cái hố sâu ba bóng người hiện ra là Thương và Lê, còn một nam nhân hình dáng thiếu niên, áo xanh, khuôn mặt tuấn nhã, là Ất Mộc Hóa Linh Tiểu Thành. Ba người nhìn hắc ám vô biên đằng trước, vẻ mặt nặng nề. Thương nhìn đăm đăm phía trước, đáy mắt lạc lõng buông tiếng thở dài. Rốt cuộc đi ra, đa tạ ngươi, Tiểu Thanh. Vẻ mặt Tiểu Thanh thản nhiên nói. Không cần, ngươi đưa hỗn thiên nghi cho ta, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải giúp. Thương cười khổ nói. Hiện tại công thể của ta bị phế, hỗn thiên nghi theo ta vô dụng. Nếu sau này có duyên, ngươi hãy trả thánh khí này cho yêu tộc đi. Tiểu Thanh gật đầu nói. Được, chờ ta lĩnh ngộ quy tắc trong đó thì thánh khí này theo ta không có ích lợi gì lớn, ta sẽ trả lại yêu tộc. Thương cay đắng lắc đầu. Hoang tính tới tính lui cũng không ngờ trong hỗn thiên nghi giấu người, hơn nữa còn là ất mộc hóa linh nhà ngươi. Lên nói, may mắn Tiểu Thanh ở, nếu không hỗn thiên nghi sẽ bị hoang cướp đi. Tiểu Thanh nói, Phúc cũng là họa, họa lại là phúc. Tuy ngươi giữ được hỗn thiên nghi nhưng vì thế mà chọc giận hoang, bị hủy chân khu. Nếu lúc đó đưa hỗn thiên nghi cho hoang có lẽ còn giữ lại một thân tu vi. Thương lắc đầu nói. Không phải ta không muốn giữ tu vi mà ta dự cảm được khí vạn đã tận, đường thần đạo đi tới cuối. Tiểu thanh nhướng mày nói. Vậy sao? Lê bật khóc. Thương đại nhân, không đâu. Lê che mặt khóc giấm dứt, cố nén không để mình quá bi thương thương rất là thản nhiên cười nói lê đừng khóc thật ra ta sớm có cảm giác này cho tới nay ta luôn tự hỏi mình ta thật sự là người thiên đạo chọn sao trước kia ta chưa từng nghi ngờ vì nếu không phải thì lý do ta chắc chở mấy vạn năm xuyên đến thời đại này nằm ở đâu lê nức nở nói thương đại nhân chính là hoàng của vạn yêu mãi mãi là hoàng của vạn yêu ở trong lê thương mỉm cười nói trong thời gian ở địa lao ta nhớ lại cuộc đời mình từ mấy vạn năm trước đến bây giờ, các chuyện hiện ra trong đầu. Ta đột nhiên cảm thấy dù ta không phải người thiên mệnh chọn, ông trời khiến ta chắc trở mấy vạn năm đến thời đại này tất nhiên có mục đích. Tiểu Thanh hỏi, ngươi đoán ra mục đích đó là gì chưa? Thương gật đầu nói, ta phải làm chút gì đó cho yêu tộc. Lê bật khóc. Bọn họ đối xử như thế với đại nhân mà đại nhân còn lo cho họ. Thương cười nói, được làm vua thua làm giặc, đây là quy luật lịch sử không thay đổi ta dù gì là người yêu tộc, không liên quan đến hoang đối xử như thế nào với ta. Thương ngừng cười, lo lắng nhìn đằng trước. Ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy là có chuyện gì? Tiểu thanh luôn nhìn đằng trước, nghe hỏi thì thu về tầm mắt. Ra một đại nhân vật ghê gớm, là chủ đồng tộc, Quy Khư. Quy Khư, Thương và Lê Sửng Sốt, chưa từng nghe tên. Tiểu thanh nói, đồng tộc là một tộc cực kỳ mạnh vào thời đại chân linh thượng cổ trong chân linh có khá nhiều bị yêu đồng của bọn họ khống chế về sau lặng lẽ biến mất trên đát này không ngờ có thể gặp được quy khư tiểu thanh luôn bình tĩnh cũng lộ nét mặt trầm trọng thương kinh ngạc hỏi người này có tu vi thế nào có thủ với yêu tộc ta sao tiểu thanh nói ngày xưa quy khư là phụ tá đắc lực của chân long là cường giả giới vương cảnh bây giờ chắc chỉ cỡ tạo hóa cảnh không biết lão quái vật làm sao sống đến hiện tại lê không kiềm được hỏi hiện quy khư đang làm gì tiểu thanh lắc đầu nói ta cũng không biết hắc ám này chắc là không gian bên trong chân linh vô đồng tộc là một chủng tộc cực kỳ lợi hại vô cùng nguy hiểm chắc có mưu đồ gì thường nói hèn gì quy khư tìm đến yêu tộc hoang là người duy nhất có thể tiếp xúc với vô nhưng không biết việc này tốt hay xấu cho yêu tộc tiểu thanh lạnh nhạt nói hơn phân nửa là xấu thương cười khổ nói ta cũng thấy vậy tiểu thanh nói chúng ta đi ở lại đây vô nghĩa nếu bị quy khư theo dõi thì mọi người tàn đời ngươi có suy nghĩ đi đâu chưa thương gật đầu nói ngươi còn nhớ nam nhân loại có mẫu thể tổ lực trên yêu nguyên không tiểu thanh gật đầu nghi hoặc hỏi ngươi xác định yêu tộc đó là mẫu thể tổ lực thương mỉm cười nói đương nhiên có lẽ chủng tộc khác cảm ứng lực lượng này không sâu nhưng ta tuyệt đối không lầm được đúng là lực lượng mẫu thể tiểu thanh nhíu mày nói cái gọi là mẫu thể chắc là thủy tổ vạn yêu dựng dục ra ngũ trùng thất cầm cửu thú cường giả nổi tiếng lừng lẫy trong năm tháng dài đặc của thiên vũ giới nhưng đã biến mất nhiều năm lực lượng yêu tổ tỏa khắp hàng trăm bộ yêu tộc làm sao còn mẫu thể tổ lực tồn tại thương đáp lực lượng mẫu thể là lực lượng căn nguyên yêu tộc trong mấy vạn năm ngủ say ta từng cảm ứng được nên lực lượng trên người lý giật khiến ta rõ ràng cảm nhận thân thiết tiểu thanh hỏi mục đích của ngươi là hắn sao ngươi muốn rút lực lượng mẫu thể của hắn thương cười khổ nói trước đây ta từng có suy nghĩ này nhưng thất bại hiện tại công thể của ta đã phá lực lượng mẫu thể vô dụng với ta nhưng ta còn tinh nguyên yêu lực có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bậc lê giật mình kêu lên cái gì lê run giọng thương đại nhân nếu mất đi tinh nguyên yêu lực thì đại nhân sẽ chết thương nói đã không thể lo đến sinh tử ta chắc chở mấy vạn năm đến thời đại thì phải làm chuyện gì đó tiểu thanh nói nếu người kia thật sự có mẫu thể tổ lực thì tương lai sẽ bất phàm. Được, ta đi với ngươi một chuyến tìm nam nhân loại kia. Tiểu Thanh biến ra ánh sáng xanh bao lấy thương, lê hóa thành độn quang bay đi hướng chân trời. Trên bầu trời hắc ám còn đang khuếch trương, dường như vô muốn hoàn toàn giải phóng hết không gian trong cơ thể mình, rất nhanh che ngàn dặm. Trung tâm hắc ám, cô sáng màu đỏ to lớn đâm trời xâm nhập vào tận cùng hư không, thăm dò vùng đất vô tận. Ninh Khả Nguyệt, thiên tư Lý Vân Tiêu biểu tình trầm trọng bắt ấn, đứng im không nhúc nhích trên bầu trời đã vài ngày. Yêu Hoàng Hoang ngay khi vô dáng lâm thì đột phá hư cực chói buộc bước vào tạo hóa cảnh, nhưng chỉ được dây lát hoang đã nổ nát tứ tán khắp trời, không còn tồn tại. Đám người huynh đệ liêu ra đứng cách trăm dặm thấy hoang chết thì chạy nhanh như bay nhiều lần muốn đánh bại ánh sáng đỏ, nhưng phát hiện lực lượng ám dạ bao quanh ánh sáng đỏ chặn lại toàn bộ công kích. Ba mộc kinh kêu, đó là lực lượng của vô, vô đang bảo vệ bọn họ liêu tinh uyên giật mình kêu lên sao có thể như vậy ba mộc lắc đầu nói đây là chân linh bí ẩn nhất không biết có linh trí không chúng ta không thể đánh giá hành động của vô được chờ quy khư hoàn thành nghi thức rồi tính tiếp mọi người hậm hực trở về cố thanh thanh mạch được ngải chữa trị ánh sáng đỏ trên người yếu bớt nhiều nhưng mãi mà không tan biến hết được ngải mệt người đầy mồ hôi nhưng vẫn cắn răng kiên trì hôm sau ánh sáng đỏ chưa tan đám người linh mục địch từ thành viêm vũ đến đây thấy thiên địa dị cảnh như thế thì giật nảy mình thủy tiên thấy khúc hồng nhan đến thì lao qua gào khóc hồng nhan tỉ tỉ mau cứu giúp vân tiêu ca ca vẻ mặt khúc hồng nhan giàu lo hỏi tình hình bây giờ thế nào linh mục địch mang hơn 5 người chạy đến trừ những người bế tử quan ra hầu như tập thể cường giả thành viêm vũ xuất động liêu tinh thần kể lại đầu đuôi vụ việc bao gồm chuyện hải chi xâm lâm mọi người trợn mắt há hốc mồm nghe linh mục địch trầm giọng nói không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy còn đi ra nhiều nhân vật lợi hại liêu tinh thần gật đầu thở dài trước kia chúng ta là ếch ngồi đáy giếng không ngờ trong thiên vũ giới có nhiều tồn tại khủng bố đến thế linh mục địch lo lắng nhìn ánh sáng đằng trước nói với lực lượng của các người không phá được ánh sáng đỏ kia sao liêu tinh thần trả lời có lực lượng của vô bảo vệ nhưng giờ chúng ta có nhiều người thế này thì chắc không thành vấn đề đúng vậy mắt khúc hồng nhan bắn tia tàn nhẫn lạnh lùng nói tất cả hợp sức lại đừng nói kết giới của vô dù là vô cũng đánh chết nó giết vô trước rồi giết quy khư linh mục địch lo lắng nói hiện tại ta sợ nhất chính là phá kết giới có khi nào gây ảnh hưởng cho lý vân tiêu không hiện tại lý vân tiêu chỉ phối hợp quy khư thi triển nghi thức mạng sống không bị gì nếu chúng ta lỗ mãng phá hỏng nghi thức có khi nào gây ra hậu quả nghiêm trọng không ai biết khúc hồng nhan quan tâm bị loạn la lên Chẳng lẽ mặc cho bọn họ hoàn thành nghi thức sao? Linh mục địch gật đầu nói. Hiện giờ cũng chỉ đành vậy. Xem mục đích hiện tại của quy khư có lẽ chỉ để triệu hồi tộc nhân của mình, không mang nhiều ác ý với Lý Vân Tiêu. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt, chờ bọn họ kết thúc nghi thức liền cứu Lý Vân Tiêu, sau đó xử lý quy khư và đồng tộc. Ba Mộc cũng gật đầu nói. Mục địch đại nhân phân tích cực kỳ có lý. Đồng tộc quá đáng sợ, nếu triệu hoán trở về làm ác sẽ là tai nạn không thua gì ma kiếp linh mục địch nói đúng vậy nên phải cứu lý vân tiêu cũng diệt đồng tộc linh mục địch ra lệnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh nếu có gì khác lạ liền hành động mọi người đồng thanh kêu lên tuân lệnh ai nấy ngồi xếp bằng trên cao tĩnh tâm điều dưỡng chờ đợi chiến đấu mấy ngày qua đi ánh sáng đỏ đằng trước có thay đổi trong phạm vi mấy trăm trượng lan ra xa mấy ngàn trượng cột sáng đâm rời trở nên mỏng dài có dấu hiệu tan biến sắp kết thúc sao? mọi người giật mình vội cảnh giác bay hướng ánh sáng đỏ. giờ phút này trong ánh sáng đỏ thân hình ba người từ mơ hồ dần biến rõ ràng. ánh sáng đỏ như liễu rũ bốn phía, như mộng như ảo hoa mắt người. khúc hồng nhan ở bên ngoài ánh sáng đỏ tha thiết hô mấy tiếng. phi dương, nhưng không thấy lý vân tiêu có động tác gì. linh mục địch trầm giọng nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ kết giới vô tan liền ra tay giết quy khư và thiên tư. Thủy Tiên giật mình kêu lên. Nhưng mà, thân hình quy khư là Ninh Khả Nguyệt Đại Nhân, là bằng hữu của Vân Tiêu ca ca. Linh mục địch hừ mạnh. Lúc này không rảnh lo nhiều, nếu để quy khư lại dáng trần thì dưới vòm trời này còn ai kiềm chế được quy khư. Mọi người im lặng, bắt đầu vận chuyển nguyên công tùy thời chuẩn bị hành động. Ngay lúc này trong ánh sáng đỏ, chính giữa ba người kết ấn bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng kia như quả cầu tỏa sáng chói mắt nuốt trọn ánh sáng đỏ đám người linh mục địch cảm nhận sức mạnh hùng hồn chấn động tất cả đều bị đánh lui mấy bước càng khó đến gần hơn linh mục địch kinh kêu đó là cái gì toàn thân ngải run rẩy kêu lên thanh khí quả cầu ánh sáng vàng từ từ xoay tròn mọi người hiểu ngay đó là thánh khí của đồng tộc lúc trước quy khư nói thiên niên nhất màu linh mục địch nhận ra điều gì hét to nguy rồi mau ra tay linh mục địch lập tức chụp không khí nghịch hồn tiên biến thành kiếm bạc đâm lên. Mấy cường giả khác không chậm chân hơn, lần lượt ra tay. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, không gian vang tiếng nổ kinh khủng, có tiếng thú gầm đến từ thái cổ vang vọng trong hắc ám. Xoẹt, không gian vô không chịu nổi lực lượng nhiều cường giả, bị uy áp khủng bố xé rách các khe hở. Linh mục địch lập tức đâm kiếm vào trong ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng chói lòa đâm vào mắt mọi người, thậm chí trong cơ thể. Mọi người vừa kinh vừa giận ném tuyệt chiêu ra ngoài, thiên địa kích động, chỉ còn lại âm cổ du dương, chân linh vô đau đớn rên rỉ vang vẳng. Tất cả hắc ám trong khoảnh khắc bị xé rách, hắc ám bao phủ thấy ngàn dặm bị xua tan lộ ra mặt trời nóng cháy chiếu xuống. Đám người nhắm mắt lại cảm giác thị giác tốt hơn nhiều mới hé mắt ra. Nhưng trước mắt đã trống rỗng không ai. Lý Vân Tiêu, Quy Khư, Thiên Tư, thậm chí linh mục địch xông lên trước nhất cũng mất tăm. Khúc Hồng Nhan giật mình bay tới trước, kêu lên. Phi Dương vị trí ba người bắt ấn thi triển nghi thức bây giờ chống trải không để lại chút dấu vết sao có thể như vậy mặt khúc hồng nhan tái nhợt ngơ ngẩn đứng trên trời khúc hồng nhan không cảm nhận được hơi thở của lý vân tiêu hay quy khư ngài biến sắc mặt khẽ thở dài bọn họ đã không ở đây khúc hồng nhan cắn răng hỏi ngài tiên sinh sao có thể như vậy biến mất ngay trước mắt mọi người dù quy khư là tạo hóa cảnh cũng không nghịch thiên tới mức này đi Ba Mộc trầm giọng nói. Đúng vậy, dù là thánh khí làm sao có thể bất giác phá không đi, chưa từng nghe thấy. Ngài lắc đầu nói. Bất giác sao? Chỉ có chúng ta mới thấy là bất giác. Ba Mộc ngây người hỏi. Là sao? Ngài hỏi lại. Mới rồi ánh sáng vàng đâm vào mắt mọi người, các vị cảm thấy qua bao lâu? Khúc Hồng Nhan trầm ngâm dây lát trả lời. Tối đa 5 giây. Cái gì? 5 giây. Liêu tinh thần giật mình kêu lên. Tại sao ta cảm thấy tận 10 giây? Đoan mộc hữu ngọc biến sắc mặt bật thốt. Chẳng lẽ là... Ngài gật đầu nói. Thật ra chúng ta không ai biết đã qua bao lâu, dù là ta thì khi ánh sáng vàng đó xuất hiện đã mất chi giác với thời không. Ta cho rằng ánh sáng vàng kia ít nhất kiềm chế chúng ta chừng 30 giây. 30 giây. Mọi người hoảng hốt, khó tin nhìn nhau. Ba mộc chua xót nói. Nếu thật sự là 30 giây thì quá đáng sợ, có thời gian này tại sao bọn họ không giết chúng ta? Nếu lúc đó ra tay e rằng không ai có sức chống cự. Ngài lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Liêu tinh thần lên tiếng. Nếu có 30 giây thì đúng là dễ dàng rời đi, điều này giải thích thông. Thủy tiên sốt ruột kéo tay đoan mục hữu ngọc, la lên. Ngọc công tử, hiện tại nên làm gì? Công tử hãy mau suy tính xem vân tiêu ca ca có khỏe không, đang ở đâu khúc hồng nhan nhìn sang chất chứa ký vọng ý hỏi đoan mộc hữu ngọc khó xử bấm đốt tính toán lắc đầu khẽ thở dài mấy người kia thiên mệnh quá mạnh thực lực siêu đẳng ta không suy tính ra được khúc hồng nhan thất vọng sững sờ thủy tiên nôn nóng bật khóc dai dẳng cầu xin chắc chắn vì ngọc công tử không tính nghiêm túc hoặc không chịu tiêu hao tuổi thọ suy tính tại sao ngọc công tử không có chút lòng trách nhiệm vậy tham sống sợ chết quá nếu không có Vân Tiêu ca ca cứu Ngọc Công Tử thì lúc trong hải chi xâm lâm Ngọc Công Tử đã bị phong yếu ly giết. Ngọc Công Tử nhìn mẫu thân của ta xem, vì thuật thôi toán mà không sống không chết nhiều năm, vì sao Ngọc Công Tử không có chút tinh thần hy sinh. Mặt đoan mộc hữu Ngọc thộn ra, không biết giải thích sao, xấu hổ cúi đầu. Không phải đoan mộc hữu Ngọc không có tinh thần hy sinh mà vì hơn phân nửa Lý Vân Tiêu không bị gì. Vì Lý Vân Tiêu có thiên mệnh, nếu bị gì thì đoan mộc hữu Ngọc sẽ cảm ứng được, Ví dụ bồn chồn bất an, Hiện tại gã không dự cảm được gì. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.